Tập 26. Dị Ương, đệ thật sự không hiểu. Cao Dương Dương có ý với tỷ, tỷ cũng có ý với Cao Dương Dương. Để Điện Hạ biết được tỷ liều mạng cứu ngài, ngài càng cảm kích tỷ. Cao Dương Dương Điện Hạ, giữa tỷ và ngài ấy không có gì. Nếu để Điện Hạ biết tỷ cứu ngài ấy, sẽ càng làm mọi chuyện phức tạp thêm. Tỷ không muốn cản trở ngài ấy. Có thể sau này có ngài, tỷ có cơ hội nói rõ với đệ, nhưng không phải bây giờ. Đi thôi. Dị Ương, Dị Ương, chân ta. Điện Hạ, Điện Hạ, ta có cách để ngài không ghét ta nữa. Trước khi trời tối, nếu không tìm được Cao Dương Dương thì lấy đầu về gặp trẫm. Dân, phụ hoàng xin đừng quá lo. Tuấn Nhi thân thủ bất phàm, Nhi thần tin sẽ không có chuyện gì. Biết đâu chỉ vì đi xa đuổi theo thú săn nên mới mất liên lạc. Tuấn Nhi, Tuấn Nhi, con nhất định phải bình an trở về. Cũng tại con quá bất cẩn, con không nên chia quân với nó. Nhưng con thật sự không ngờ tới, nó lại liều mạng đi săn Bạch Hồ vì An Bình quận chúa. Để nói gì vậy? Tuấn Nhi gặp chuyện vì giúp Lý Dị Ương săn Bạch Hồ sao? Không chỉ có Bạch Hồ, thú săn của Lý Dị Ương mấy hôm nay đều do Tuấn Nhi săn về đấy. Thảo nào nàng ta có thể đánh bại hết hoàng tử và đại thần mà đứng nhất. Quá ra là Tuấn Nhi giúp nàng ta. Lý Dị Ương này thật là lợi hại, có thể lừa Tuấn Nhi vì nàng ta mà không màng sống chết. Đều tại nàng ta, nàng ta đã hại Tuấn Nhi. Bệ hạ, bệ hạ nhất định phải lấy lại công bằng cho con. Nếu Tuấn Nhi có chuyện gì, bệ hạ nhất định không được tha cho Lý Dị Ương. Thôi nào, tổ nhi của trẫm sẽ không có chuyện gì. Ai dám nói bừa chuyện an nguy của Cao Dương Dương, trẫm nhất định không tha cho hắn. Trường Lạc tiểu thư, Trường Lạc tiểu thư. Điện Hạ, ngài tỉnh rồi sao? Ngài thấy thế nào rồi? Không sao. Là cô cứu ta sao? Thái tử phi nương nương nói ngài mất tích, ta liền vội vàng đi tìm ngài. Không cẩn thận ngã vào cái bẫy này, sau đó phát hiện ngài bị rắn độc cắn. Cô không sao chứ? Điện Hạ không sao.
là ta yên tâm rồi. Ta chỉ có một chuyện muốn cầu xin, mong điện hạ đồng ý. Cô có ơn cứu mạng ta. Cô muốn gì cứ nói, chỉ cần là chuyện ta làm được, ta nhất định chấp nhận. Trường Lạc không có yêu cầu gì đặc biệt. Trường Lạc chỉ hy vọng điện hạ đừng nói với người khác. Trường Lạc cứu điện hạ. Tại sao? Vì Trường Lạc nghe nói Thái tử phi nương nương đang tuyển phi cho điện hạ. Nếu mọi người biết chuyện Trường Lạc cứu điện hạ, điện hạ và ta đều sẽ bị Thái tử phi gây áp lực. Ta không muốn điện hạ khó nghĩ. Ta biết người điện hạ thích không phải là ta, cũng không phải người mà ngài muốn cưới. Nhưng Trường Lạc thích điện hạ, mong điện hạ vui vẻ. Nên điện hạ yên tâm, sau khi ra ngoài rồi, ta sẽ không nói gì với ai hết. Chuyện này sẽ trở thành bí mật cả đời của chúng ta. Trường Lạc tiểu thư, điện hạ không cần thấy mắc nợ ta. Vì lần gặp gỡ này cũng là hồi ức hạnh phúc nhất của Trường Lạc. Có thể ở bên điện hạ, chăm sóc điện hạ, bầu bạn với điện hạ, cùng điện hạ vượt qua khó khăn, Trường Lạc đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ hy vọng điện hạ không chê Trường Lạc phiền, không ghét Trường Lạc nữa. Cao Dương Dương điện hạ, điện hạ, Cao Dương Dương điện hạ, có người đến tìm ngài. Cao Dương Dương, xin điện hạ đưa ta về trước. Ta không muốn ai thấy chúng ta. Cao Dương Dương điện hạ, Cao Dương Dương điện hạ. Trường Lạc tiểu thư, Cao Dương Dương, đa tạ cô. Cao Dương Dương điện hạ, Cao Dương Dương điện hạ. Dị Ương, cuối cùng tỷ cũng tỉnh. Điện hạ đâu? Từ từ thôi. Trên đường về, đệ đã phái người đi tìm điện hạ rồi. Đến giờ chắc cũng tìm thấy rồi. Tỷ yên tâm, đệ không nói gì hết. Không ai biết tỷ cứu điện hạ. Dị Ương, lần này coi như tỷ mạng lớn. Nếu lần sau tỷ còn bỏ qua an nguy của mình, xem đệ còn quan tâm tỷ nữa không. Đa tạ nhị đệ. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, dọa chết ta rồi. May mà tiểu thư không sao, nếu không ta không thiết sống nữa. Ngươi lại khóc rồi. Ngươi xem, có phải ta không sao rồi không? Tiểu thư, quân đạo không bảo vệ được người, xin tiểu thư trách phạt. Sao ta trách cô được chứ? Là ta tự bất cẩn. Bây giờ không sao rồi, cô đừng tự trách mình nữa. Tiểu thư, Cao Dương Dương đã quay về rồi. Thấy đang khám bệnh cho ngài, chắc không có gì đáng ngại. Đúng rồi tiểu thư, thánh thượng có chỉ, chúc mừng săn được Bạch Hồ và Cao Dương Dương bình an trở về, đặc biệt mời các đại thần tham gia yến tiệc, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Chỉ mời đại thần trong triều sao? Không mời nữ quan sao? Yến tiệc lần này không mời nữ quan, ta lại mất đi cơ hội diện kiến thánh thượng rồi. Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu vậy? Ta lo chết đi được. Ta hỏi ngươi, trong cái hố đó, trừ Dị Ương ra, còn có ai nữa không? Không có ạ. Rốt cuộc ngươi nhìn kỹ chưa? Nếu ngươi dám lừa ta. Tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội. Nô tỳ lúc đó sợ quá, nên không kiểm tra cẩn thận. Bỏ đi. May mà lần này trong quả có phúc. Ngươi đứng dậy đi. Tiểu thư, có chuyện tốt gì mà tiểu thư lại vui như vậy? Đúng là chuyện tốt. Ngươi lấy nước cho ta tắm rửa trước, rồi từ từ ta kể cho ngươi nghe. Sau đó sẽ có việc giao phó cho ngươi. Dân. Thái y,
Cao Dương Dương không sao chứ? Công chúa, xin đừng lo. Cao Dương Dương điện hạ, sau một đêm nghỉ ngơi, giờ không còn gì đáng ngại nữa. Lùi xuống đi. Dân, thưa bệ hạ. Thật là tốt quá. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ban đầu thì địch nhi, sau thì Tuấn Nhi bị thương. Săn bắn vô cùng nguy hiểm. May mà chúng ta chỉ bị thương nhẹ, hoàng tẩu không cần quá lo. Để hoàng gia gia và mẫu phi lo lắng là lỗi của Tuấn Nhi. Đứng dậy đi. Cao Dương Dương ngã xuống hố đều là do ngươi bảo vệ lơ là. Lúc quan trọng không ở bên cạnh điện hạ, điện hạ còn cần thị vệ như ngươi nữa làm gì? Là do thần bảo vệ lơ là, xin hoàng thượng trách phạt. Hoàng gia gia xin bớt giận, là con ra lệnh cho thừa đức không đi theo, không thể trách thừa đức được. Đành giữ lại cái đầu cho ngươi. Lùi xuống đi. Đa tạ hoàng thượng. Phụ hoàng, chuyện này cũng trách nhi thần. May mà Tuấn Nhi bị thương không đáng ngại. Tuấn Nhi, con trách hoàng thúc phải không? Hoàng thúc nghĩ nhiều rồi. Không hề đáng ngại thì có thể ăn mừng sao? Nếu không phải bệ hạ để đức cho Tuấn Nhi và Tuấn Nhi mạng lớn, e rằng sớm đã. Bệ hạ, người hôm đó săn bắn ở đấy, không ngờ rằng lại có bẫy. Hôm nay là Tuấn Nhi ngã xuống thì không sao, nhưng nếu người bị ngã là bệ hạ thì sao? Con cho rằng chuyện không đơn giản như thế, cầu xin bệ hạ điều tra kỹ chuyện này. Tông ái, truyền chỉ xuống, điều tra kỹ chuyện này. Dân. Tuấn Nhi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Trẫm đêm nay với hai vị hoàng thúc của con cùng các đại thần tổ chức yến tiệc tạ ơn hoàng gia gia. Đi thôi. Cung tiễn bệ hạ. Mẫu phi, nghe nói con gặp chuyện vì săn bạch hồ cho Lý Dị Ương. Mẫu phi nghe tin đồn này từ đâu thế? Chuyện này không liên quan tới Dị Ương. Con đừng lừa ta. Ta điều tra kỹ càng rồi. Con làm ta thất vọng quá. Con vì một nữ nhân mà không màng đến tính mạng. Nếu con có chuyện gì, con muốn mẫu phi phải làm sao đây? Mẫu phi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Dị Ương căn bản không biết gì. Mẫu phi đừng trách nàng ấy. Nàng ấy không phải người như mẫu phi nghĩ. Nàng ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Rất đáng để con mạo hiểm. Tốt như thế nào? Nếu nàng ta tốt thật thì bây giờ nên đến thăm con rồi. Nàng ta chỉ biết làm con rối trí, chỉ biết để con hy sinh. Nàng ta có thể làm gì cho con chứ? Tuấn Nhi, nghe lời mẫu phi, đừng nghĩ về nàng ta nữa. Nàng ta không đáng để con hy sinh như vậy. Mẫu phi sẽ tìm người tốt cho con. Cảm tạ ý tốt của mẫu phi, nhưng trên thế gian này không ai có thể thay thế vị trí của Dị Ương trong lòng của con. Thái tử phi hình như nghi ngờ ta rồi. Phụ hoàng cũng ra lệnh điều tra kỹ chuyện này. Có điều tra đến ta không nhỉ? Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sắp xếp kế hoạch này không còn sơ hở nào hết, không liên lụy tới ngài đâu. Không được. Để đề phòng, những kẻ liên quan tới việc này đều phải giết sạch. Dân, lần này nếu ngươi làm không tốt, ngươi cũng cùng đi với bọn chúng luôn đi. Hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rồi. Tướng quân, lương đô này sống chết không chịu mở mồm, nên xử làm sao đây? Canh chừng hắn cho cẩn thận. Tấu chương trong tay Lý Dị Ương, không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Đêm nay hoàng thượng sẽ tổ chức yến tiệc cho các quân thần, tất nhiên sẽ dẫn theo rất nhiều thị vệ. Tranh thủ thời cơ này ám sát Lý Dị Ương, lấy lại tấu chương.
Thiên Đào, phải làm gì bây giờ? Tiểu thư không biết đi đâu rồi, có khi nào gặp nguy hiểm hay không? Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các ái khanh, cạn ly. Phụ hoàng, nhi thần nâng chén rượu này chúc mừng phụ hoàng săn được Bạch Hồ. Phụ hoàng văn thao võ lược, thiên hạ nể phục. Cùng chúc bệ hạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ái khanh, cạn ly. Ly này mời Cao Dương Dương. Tuấn Nhi, con bình an trở về, chúc mừng. Đa tạ hoàng thúc. Tốt, trẫm thấy hai con tương thân tương kính, trẫm vô cùng vui mừng. Nào các ái khanh, uống hết ly này. Ta đi nghỉ một chút, coi chừng nhé. Đi đi, mau lên. Ta nói ngươi nghe. Ta nói ngươi nghe. Cái gì? Ta nói này, ngươi nói gì? Tấu chương. Tấu chương nào? Tấu chương ở đâu? Bệ hạ, người thấy nghi thức dân rượu thế nào ạ? Rất hay. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Ngươi không sợ chết sao? Quân Đào tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạch Chỉ, muội coi chừng hắn, tỷ đi tìm tiểu thư. Cầm lấy. Quân Đào tỷ tỷ, muội sợ. Sợ cái gì? Hắn động đậy thì chém chết. Dân. Lý Thượng Thư, chuyến đi săn lần này lệnh ái An Bình quận chúa giành được giải nhất. Trẫm thật không ngờ lệnh ái lại văn võ song toàn như vậy. Bệ hạ quá lời rồi. Là các hoàng tử và các tướng quân nhường thôi. Làm gì có ai nhường chứ. Nhưng có người giúp lệnh ái đấy. Người phái đi có tin báo về chưa? Chưa ạ. Thần mạo muội khấu kiến bệ hạ,
có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Dị Ương to gan dám làm kinh động đến thánh thượng, xin bệ hạ nghe thần nói hết. Năm đó đại tướng quân Ngụy Quốc xuất dân Nam, phái quân trấn thủ Lương Châu, đã phát hiện mỏ sắt. Có thích khách, có thích khách, thích khách. Không hay rồi. Có thích khách. Hậu giá, chạy mau. Hậu giá, hậu giá. Phụ hoàng, Nhi thần hộ tống người về trại. Bắt lấy hắn. Lên ngựa mau. Bắt lấy chúng. Đứng lại. Đứng lại. Không được chạy. Đuổi theo. Minh Phúc, phụ thân. Đuổi theo. Mau lên, bắt chúng. Bắt chúng, mau lên. Đường này không trốn được đâu. Tiểu thư, ta không để sức dân gia bắt được người. Chúng ta phải tìm cách quay về. Bọn họ vẫn chưa biết người đeo mặt nạ là An Bình quận chúa. Quay về là cách tốt nhất. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị bắt. Dân. Tiểu thư, đây là ai? Hắn đến hành thích tiểu thư, bị quân đào bắt được. Thích khách đang ở trong, mau vào đi. Xuất dân tướng quân, không được vào trong. Xem ra điện hạ muốn một lòng bảo vệ thích khách. Ta lấy mạng mình ra bảo đảm, người mà ngài muốn bắt không phải thích khách. Lời này của điện hạ, đợi ta bắt được thích khách rồi hãy nói. Bao vây doanh trại, nếu có ai định rời khỏi, giết không cần hỏi. Dân, dân. Sức dân Nam. Dị Ương, mau gọi Thái Y. Dân. Cô sao rồi Dị Ương? Người đâu? Bắt thích khách lại cho ta. Ai dám manh động? Thích khách đang ở đằng kia. Đi. Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến? Vì thích khách đã tự sát, xin mời tướng quân về cho, đừng làm phiền tới quận chúa chữa thương. Xin hỏi An Bình quận chúa bị thương ở đâu? Bị thương ở vai trái. Vai trái tên thích khách bị trúng tên. Tại sao vào đúng lúc này An Bình quận chúa cũng bị thương? Hơn nữa vị trí vết thương giống hệt với thích khách. Điện hạ, trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Quận chúa có gì muốn giải thích hay không? Vừa lúc nãy hắn vào trại của ta, dùng dao đâm vai ta một phát. May mà quân đào tới kịp, bắt được hắn. Lời nói dối này lừa được ai chứ? Tướng quân nếu không tin, có thể kiểm tra vết thương của ta. Vết thương do trúng tên và do dao đâm, không khó phân biệt. Mời thái y kiểm tra vết thương. Thế nào rồi? Bẩm điện hạ, vết thương trên rộng dưới hẹp là do bị dao đâm mà thành. Không thể nào. Tướng quân, bị thương do dao hay tên, hạ quan nhìn là có thể nhìn ra.
Đa tạ Lưu Thái Y. Thái Y, vết thương của quận chúa sao rồi? Bẩm điện hạ, hạ quan đã bôi thuốc cho quận chúa. Bây giờ quận chúa không còn gì đáng ngại. Mời Thái Y. Đa tạ điện hạ. Quận chúa cần nghỉ ngơi, những người khác mời đi cho. Sắc dân tướng quân, bắt được thích khách là việc cấp bách, mời đi cho. Quận chúa cả tối đều ở trong trại sao? Dân, quận chúa nói mệt, nên ở trong trại nghỉ ngơi. Chăm sóc tiểu thư cho tốt. Nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta. Dân. Tiểu thư, họ đi rồi. May mà tiểu thư thông minh, quá nguy thành an. Tiểu thư, người sao vậy? Tiểu thư sao bị thương rồi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không kịp giải thích cho ngươi. Quá ra sức dân nam, sớm đã muốn giết ta. Bạch chỉ, nếu ngươi xem ta là tỉ muội, thì hãy cùng ta diễn dở kịch này. Nếu không, một lúc nữa sức dân nam tới, ta thà để ngươi lấy công còn hơn. Tiểu thư nói gì vậy? Tiểu thư từng cứu mạng Bạch chỉ. Bạch chỉ sống chết cũng là người của người. Quân đào, giao. Đây. Ta... Các người sức dân nam đến, chắc chắn sử dụng vết thương trúng tên để lấy mạng ta. Ta buộc phải hủy vết thương đi. Tiểu thư, ta làm không được. Mau lên. Thế này chỉ tạm thời giữ được mạng của chúng ta. Sức dân nam nhất định không dừng lại đâu. Tiểu thư, ta đi lấy thêm chút nước ấm. Quân đào, xin lỗi cô. Vì ta mà phụ thân cô chết. Công chúa, quân đào không còn phụ thân. Quân đào không thể gặp lại phụ thân nữa rồi. Lý Dị Ương, người đúng là đối thủ đáng gờm đấy. Chỉ tiếc là trò này của ngươi lừa được người khác, không lừa được ta. Ngươi chính là Bắc Lương công chúa. Tướng quân, lấy được chưa? Vẫn chưa. Giữ ngươi lại làm gì nữa? Phụ thân, con gái bất hiếu, không bảo vệ được người. Con gái đành để người nhập thổ di an. Ai đấy? Quá ra sớm đã có mai phục. Xem ra sức dân nam muốn dùng thi thể của phụ thân để dụ tiểu thư và ta lộ thân phận. Nam An Dương, điện hạ phái ta đến điều tra thân phận của thích khách. Thi thể sao lại để đây? Không sợ gây bệnh sao? Ngươi là ai? Mấy người các ngươi chôn thi thể với ta. Còn đứng đấy làm gì? Lẽ nào muốn hoàng thượng và văn võ đại thần bị nhiễm bệnh hết sao? Thừa An, giúp một tay. Cao Dương Dương sẽ giúp phụ thân nhập thổ di an. Con gái nhất định sẽ tìm cơ hội giết sức dân nam trả thù cho người. Thần hộ giá lơ là để thích khách kinh động thánh giá, xin bệ hạ giáng tội. Sức dân tướng quân kịp thời phát hiện thích khách đã là công đầu rồi, sao trẫm có thể trách khanh chứ? Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Có tin gì về thích khách hay chưa? Còn một tên trốn thoát, thần sẽ dốc sức điều tra, bắt gọn một mẻ.
Ta thấy không cần. Phụ hoàng, Nhi thần tìm ra thích khách rồi. Người này là thích khách sao? Dân. Bệ hạ, dựa vào một cái xác khó mà nói có phải thích khách hay không. Xin bệ hạ ân chuẩn cho thần tiếp tục điều tra. Nam An Dương, sao con biết người này chính là thích khách? Mang y phục vũ nữ lên đây. Khấu kiến bệ hạ. Người nhận ra người chết sao? Dân. Nàng ta là người biểu diễn múa cùng chúng thần đêm qua. Ngươi nhận ra y phục và trang sức này sao? Dân ạ, tất cả chỗ này là chỗ người chết mặc khi biểu diễn. Người nói bậy. Tiểu nhân không dám nói bừa. Tiểu nhân nói thật mà đại nhân. Vũ nữ đều đeo mặt nạ. Sao ngươi chắc chắn người đêm qua là nàng ta? Cái này y phục có thể lấy trộm được, nhưng vết thương thì không thể, phải không? Bản Dương đã phái người xét nghiệm thi thể, vai trái của thi thể bị thương, cùng với vị trí vết thương bị tên bắn của thích khách đêm qua. Cái này được lấy trên người thích khách, Sức Dân tướng quân, là ấn ký của Sức Dân gia. Chắc là không sai đâu. Sức. Sao có thể? Ta còn tìm thấy một số thứ trên người thi thể, chứng minh đây là thích khách. Bệ hạ, trẫm nhận ra chiếc khăn tay lụa này, thứ thích khách muốn trình cho trẫm xem, được bọc trong chiếc khăn tay này. Bệ hạ, cứ cho người chết là thích khách, thần e rằng thích khách vẫn còn tòng phạm. Thần cầu xin bệ hạ cho thần thêm chút thời gian, thần nhất định một mẻ bắt gọn bè lũ thích khách. Phụ hoàng, các đại thần đi săn nhiều ngày đã mệt, thêm chuyện này xảy ra, ai nấy đều thân thể rã rời. Nếu còn ở lại thêm một thời gian nữa, Nhi thần e rằng lòng người hoảng loạn, triều chính cũng bị bỏ bê. Hơn nữa, thích khách cũng đã bị bắt rồi. Thật sự không cần ở lại đây thêm nữa. Nam An Dương nói rất đúng. Để Nam An Dương xử lý nốt chuyện này đi. Hôm nay khởi giá hồi cung. Bạch Chỉ, nhị tỷ bị thương, ngươi cần chăm sóc tiểu thư nhiều một chút. Tam tiểu thư yên tâm, Bạch Chỉ nhất định chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư. Cũng không biết tại sao nhị muội đi đến đâu là có chuyện ở đó. Không lẽ bởi vì nhị muội dí nặng hay sao? Chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn. Các cô đều ở đây sao? Bái kiến Cao Dương Dương điện hạ. Không cần đa lễ. Điện hạ, ngài đỡ chút nào chưa? Đã đỡ nhiều rồi, ta tạ Lý cô nương quan tâm. Điện hạ khỏe lại thì Trường Lạc yên tâm rồi. Lý cô nương thế nào rồi? Cũng ổn, chỉ là hơi đau đầu một chút. Lý cô nương vẫn nên tìm đại phu khám xem. Ta sẽ bảo lục thầy chẩn trị cho cô. Đa tạ điện hạ. Đại tỷ, chúng ta nên về trước thôi, không nên làm phiền điện hạ. Điện hạ, chúng ta xin cáo từ. Xin điện hạ đừng trách, tiểu thư nhà ta đã đi nghỉ rồi, điện hạ nên về đi. Nếu đã thế, ta không làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi nữa. Lát nữa ta quay lại sau. À đúng rồi, nói với nàng ấy, thích khách đột nhập yến tiệc đêm qua, ta đã chôn cất xong rồi. Giữa đại tỷ và Cao Dương Dương điện hạ có chuyện gì phải không? Muội thấy Cao Dương Dương điện hạ hình như rất quan tâm đại tỷ. Chuyện muội không nên hỏi thì đừng có hỏi. Cao Dương Dương điện hạ, lại là hắn. Thuộc hạ không còn cách nào, chỉ có thể đứng nhìn người của Cao Dương Dương chôn cất thi thể. Xem ra hắn muốn bảo vệ Lý Dị Ương, đấu với ta đến cùng. Phải rồi tướng quân, Nam An Dương cũng rất hứng thú với tên thích khách. Hắn phái người nghiệm thi thích khách. Nam An Dương quả nhiên không thể xem thường.
Biểu ca vẫn còn lo lắng chuyện thích khách sao? Cứ tưởng dập trần được bí mật của Lý Dị Ương, chỉ tiếc mọi chuyện quá thành công cốc. Chuyện làm sao? Cũng là do Cao Dương Dương điện hạ muội thầm thương trộm nhớ đấy. Nếu không phải vì hắn, Lý Dị Ương sớm đã chết đi sống lại mấy phen rồi. Lý Dị Ương mê hoặc Cao Dương Dương điện hạ, ả ta tâm tư hiểm độc. Biểu ca không nên coi thường ả ta. Trước đây biểu muội coi thường ả ta, bị ả ta lừa mấy lần liền. Nếu biểu ca muốn đối phó với ả ta, muội thấy ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Trường Lạc, sự tiến bộ của muội làm huynh bất ngờ đấy. Vì tủi nhục mới khôn ra, Trường Lạc không bao giờ quên sự tủi nhục mà Lý Dị Ương gây ra. Biểu muội có cách đối phó với Lý Dị Ương sao? Lý Dị Ương thoát thân được vài lần, thật ra đều nhờ sự trợ giúp của Cao Dương Dương điện hạ. Trên đường đi săn về cung, Cao Dương Dương điện hạ sẽ đi trước hộ tống thánh thượng. Đây là thời cơ tốt nhất để biểu ca động thủ. Người là... Sao nào, không nhận ra bổn công chúa nữa sao? Điện hạ, Bi chức không rõ thân phận của người, mạo phạm công chúa, Bi chức có tội. Không biết không có lỗi, đứng dậy đi. Tạ ơn công chúa. Công chúa, người không sao chứ? Ta không sao rồi. Hôm đó, đa tạ người đã cứu mạng ta. Lần đó, ta thật sự xin lỗi. Ta thật sự không biết người là nữ nhi, cứ nghĩ người là nam nhi, nên mới mạo phạm như thế trước mặt công chúa. Trong lúc hoảng loạn còn xé y phục của công chúa. Ta, Lý Mẫn Đức, ngươi còn nói nữa sao? Giống nữ nhi chỗ nào chứ? Dị Ương, nhị đệ, gặp công chúa rồi sao? Gặp rồi. Không ngờ rằng nàng ấy là nữ nhi. Lúc nãy dọa tỷ một trận, nhưng nàng ấy không làm cao, giống như một công chúa chút nào, còn coi đệ là bằng hữu. Bằng hữu gì chứ? Lời nàng ấy nói tỷ cũng tin sao? Nàng ấy trước giờ đóng giả nam nhi để lừa chúng ta. Tỷ lại nghĩ công chúa không có ác ý, chỉ là do mãi chơi thôi. Được rồi, không nhắc tới nàng ấy nữa. Vết thương của tỷ sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Người ám sát tỷ chắc chắn là do Sắc Vân Nam phái tới. Chỉ hận bây giờ không có cách nào trị hắn. Nhị đệ, tỷ không muốn đệ bị liên lụy gì chuyện này. Tỷ sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đệ cứ cố hết sức làm ngự tiền thị vệ đi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của tam thẩm rồi. Tỷ nói những lời này làm gì? Dị Ương, trên thế gian này tỷ là người thân duy nhất của đệ, sao đệ bỏ mặc tỷ được chứ? Nhị đệ, tỷ đừng nói nữa. Phải rồi, đệ đã thỉnh cầu hoàng thượng cho đệ hộ tống đại thần và gia quyến về thành. Từ giờ trở đi, đệ sẽ không rời tỷ nửa bước. Sắc Vân cướp và chiếm đất của dân, hắn tìm thấy một mỏ sắt và giữ làm của riêng. Sắc Vân Nam có vật chứng rành rành, ngươi chỉ còn cách ngoan ngoãn về phe ta. Điện hạ, thuộc hạ phát hiện hình xăm trên người thích khách, không biết có liên quan gì tới thân phận của hắn hay không. Thị vệ đặc phái Bắc Lương, nếu tên lương nô đó là thị vệ Bắc Lương, thì Lý Dị Ương điện hạ
Tên thích khách hôm đó đột nhập vào trại của An Bình quận chúa, làm quận chúa bị thương. Chỉ e không đơn giản như vậy.